Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay cái buổi livestream của mình nó có vấn đề như thế này, hiện liên quan gì vụ dịch Covid-19 đó mà. Ê, lại toan nữa rồi mọi người ạ. Tiếp tục là vào giãn cách xã hội. Đúng không? Thành phố giờ đang ra thông báo là hạn chế tất cả các dịch vụ tập trung đông người như là karaoke, phòng game, quán cà phê, cấm tụ tập đó là đông người để giãn cách xã hội. Tại vì đây cũng là một phần nguyên nhân đó là dân ta là quá chủ quan, đúng không? Cái ngày lễ 30 tháng 4 là kỳ rồi đó là được nghỉ quá vài ngày, cho nên là nhiều người là tụ tập đi chơi, đúng không? Rất là đông. Và kết quả là sao? Đó là làm là lây lan lại là dịch bệnh đó. Điều đó cho thấy là dân ta có cái sự lựa chủ quan nó rất là lớn, đúng không? Mà cũng chẳng cần là phải nói đi đâu xa nữa, bây giờ các anh chị mà bước ra thì thấy nhiều người vẫn không là mang khẩu trang, mặc dù là bây giờ là đang là thành phố đang có là giãn cách xã hội rồi đấy, và hạn chế tụ tập đông người, nhưng mà nhiều người vẫn vô tư, đúng không? Họ vẫn vô tư là đi, và cũng vô tư là không cần phải mang khẩu trang. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng là cái ý thức của một cái bộ phận dân Việt Nam của chúng ta nói chung vẫn còn rất là kém. Có nghĩa là theo như câu nói của ông bà của chúng ta đó là chưa thấy quan tài là chưa có đổ lệ, đúng không? Mà chừng nào thấy quan tài thì lúc đó còn biết gì nữa đâu đổ lệ. Đấy, khổ lắm như vậy đó. Nhà nước, các cấp, các bộ qua ban ngành thì tuyên truyền ra gã, phương tiện, truyền thông, đúng không? Cũng tuyên truyền ra gã, đúng không? Hạn chế tụ tập đông người, thực hiện 5-0. Nhưng mà thấy vẫn có nhiều người là vẫn chẳng có màng quan tâm đến cái vấn đề đó, đúng không? Ôi, chết đâu, chết chứ, có chừng nào mình bị dính Covid đi rồi mới tính chứ, bây giờ chưa dính là chưa sợ, đúng không? Cái tâm lý chủ quan ở lại của nhiều người vẫn còn rất nặng nề đấy. Cho nên bây giờ là dịch bệnh bây giờ nó bắt đầu là nó tái bùng phát trở lại. Rồi thêm cái nữa là hiện nay cái vấn đề mà vượt biên trái phép của những cái người Việt ở nước ngoài á, diễn ra là đang rất nóng là ở cái tuyến biên giới phía Tây Nam đấy. Bây giờ là quân đội là phải tăng cường thêm là người ấy là chốt trực ở biên giới. Còn ở trong nước của chúng ta thì sao? Ở trong nước bây giờ thì quá sướng, cho nên nhiều kẻ lại tiếp tay cho cái bọn là vượt biên trái phép người Trung Quốc tràn qua đây. Và thật là tôi cũng không thể nào suy nghĩ nổi những kẻ này chúng suy nghĩ cái gì thì chúng có những cái hành động đó. Bây giờ là các cơ sở kinh doanh phòng game là phải đóng cửa rồi đấy, khổ quá. Dịch bệnh thì căng như dây đàn, ý thức của một bộ phận dân Việt Nam ta nói phải nói là như xịt. Bây giờ là tiếp tục là dịch lại lây lan bùng phát ra. Điều này chỉ làm khổ đến là nhiều người khác, đúng không? Chỉ vì một số những cái cá nhân là thiếu ý thức mà làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Đây là biết bao nhiêu công sức của các tập thể, đúng không? Chỉ vì những kẻ vô ý thức mà bây giờ nó trở thành công cốc, làm phải làm lại từ đầu. Tuy thế nhưng nhiều kẻ vẫn còn rất là mạnh mồm, giống như kiểu là cái chuyện đó là chuyện nhà nước, để nhà nước lo, không? Lo làm gì cho mệt. Nó thể hiện ra một số cái suy nghĩ của những cái kẻ mà phải nói là, mà cái câu nói của ông bà ta hay nói đó là gì? Những thành phần mà đậu bò mà ốc chó. Cái bọn này thì nói chung ra thì phải không biết phải nói sao đối với những cái thể loại này, đúng không?
nhà nước các cấp các ngành á, ra gã tuyên truyền thông báo thì một số kẻ lại tiếp tay cho bọn là vượt biên trái phép đem virus bệnh vô Việt Nam, tụ tập đông người không mang khẩu trang đi khơi, mọi người có thể thấy đó, thường ngày luôn, chúng cần mới nói đâu xa chứ đấy, kỹ thuật phải nói là nó quá kém đấy. Đấy, tôi nói nó hơi lạc đề chút vô vấn đề đó thôi. Đấy, bây giờ vô cái vấn đề chính đây. Không, bây giờ thì tình hình dịch bệnh Covid nó đang là diễn biến bắt đầu là phức tạp đây. Đó. Như Ấn Độ thì bây giờ nó chỉ vì là chủ quan cho nên nó là đã bùng phát dịch và mỗi ngày đã có thêm mấy trăm ngàn người mắc bệnh. Không, còn ở Việt Nam của chúng ta quá yên bình, quá sung sướng cho nên là nhiều kẻ là đâu sợ đâu, đúng không? Như câu nói tôi nói đó, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, không? Chủ quan, khinh thường. Có chừng nào vào quan tài lúc đó mới sợ chứ giờ chưa vô quan tài chưa sợ, đúng không? Bây giờ dịch bệnh nó bắt đầu bùng lại thì nhà nước phải tiếp tục phải giãn cách xã hội, không? Phải hạn chế nhiều hoạt động. Ảnh hưởng đến ai? Tự ảnh hưởng đến mình thôi chứ ảnh hưởng đến ai đâu. Tại vì những kẻ thiếu ý thức là nó như thế. Thì bây giờ thì thành phố tiếp tục giãn cách, đúng không? Người dân bây giờ bắt đầu lại hạn chế, đúng không? Thì biết sao bây giờ, đúng không? Mình tự làm, mình tự chịu thôi. Đấy. Thì cũng ở đâu đó, đúng không? Khi ở bên Ấn Độ á, dịch bệnh bùng phát ra, đúng không? Có nhiều người mắc và chết như vậy. Thì ở Việt Nam của chúng ta cũng chẳng khá hơn. Nhưng mà chúng ta cũng là dành một cái là chút cái tình nghĩa để là gửi sang là giúp đỡ nước bạn là Ấn Độ. Có rất nhiều là các mạnh thường quân ở Việt Nam, không? Gửi tiền qua để ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho nước bạn là sớm vượt qua là đại dịch Covid này, đúng không? Thì như MC Đại Nghĩa, anh đã vận động được hơn 2 tỷ để chuyển qua cho là bà con nhân dân ở tại Ấn Độ. Với những cái nghĩa cử đó là thể hiện cái tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc, nó cũng rất là đáng quý. Nhưng mà ở đâu đó thì nó còn có là những kẻ là tự xưng mình là người Việt, không? Chúng nhảy vào, chúng còm, là chúng chửi bới, thó mạ là MC Đại Nghĩa rằng là lo chuyện bao đồng, ở Việt Nam còn bao nhiêu người đói khổ không lo giúp, để đi giúp người ngoài. Nghe mấy những cái luận điệu này tôi cũng thấy nó cũng hơi buồn cười như thế này. Đúng là Việt Nam của chúng ta cũng đang khó khăn, chúng ta giờ cũng đang bùng phát dịch, đúng không? Cho nên nó là điều đó nó cũng đúng đi. Nhưng mà ở đây là chúng ta san sẻ, chúng ta chia sẻ với là bà con và dân dân là nước bạn Ấn Độ. Không, ông bà ta là có cái câu nói như thế này: một miếng khi đói thì bằng một gói khi no. Bây giờ Ấn Độ thì đang gặp gì? Ngập chìm trong là khó khăn, không? Chúng ta chỉ chia sẻ và giúp đỡ với là với nhân dân nước bạn chỉ là gì? Bằng một cái nó rất nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện lên được cái tình gì? Cái tình cảm hữu nghị của hai là dân tộc, của hai đất nước. Và đó là gì? Một cái tình cảm nó thật là đáng trân quý. Còn những cái kẻ mà dèo còm để mà chửi bới và thó mạ là MC Đại Nghĩa thì chúng, những kẻ đó đó, chúng có làm được cái gì không? Hay là chúng chỉ biết là tối ngày chúng chỉ cào phím, chúng đi chửi bới và chúng soi mói gì hết người này đến người kia. Mà những thành phần này thì tôi nói thật, chúng cũng chẳng phải là những cái thành phần tốt đẹp gì. Đây cũng chỉ là những cái loại trẻ trâu, không? Ở nhà thì cũng chẳng làm nên được cái trò trống gì, đi phá làng phá xóm thì chắc có lẽ là giỏi, không? Chứ cũng chẳng làm nên được ra cái ô hồn hệ thống gì để cho gì cái bản thân đó, mà chứ đừng nói là nó làm tốt cho cái gia đình của nó. Nhân dân Ấn Độ á, không? Từ trước khi là Việt Nam của chúng ta còn chìm trong là chiến tranh, không? Thì á, nhân dân nước bạn cũng đã giúp đó là đỡ chúng ta cũng nhiều. Những năm mà sau giải phóng đất nước còn ngập tràn khó khăn. Và cả những năm là chiến tranh là biên giới là ở Tây Nam cũng như là chiến tranh biên giới phía Bắc để là chống là gì bọn bành trướng Trung Quốc. Nhân dân và Ấn Độ đó đã ủng hộ chúng ta cả gì cả về tinh thần lẫn vật chất.
Ấn Độ cũng là một trong số ít những nước là lên tiếng là phản đối việc là Trung Quốc xâm lược là Việt Nam của chúng ta vào năm 1979, và lên án mạnh mẽ cái hành vi là của Trung Quốc, đúng không, là chống Việt Nam. Và nhân dân Ấn Độ nó gửi sang giúp đỡ chúng ta cả gì là nhiều cái giống cây trồng vật nuôi, giống trâu Mora mà truyền thống của Ấn Độ đó, đúng không, được Việt Nam của chúng ta nuôi đó. Mọi người biết từ đâu mà ra không? Cũng chính là do là nhân dân Ấn Độ gửi cho chúng ta đấy. Nếu như nói người Cuba anh em là một cái nước nước nghèo khó nhưng họ rất là tình nghĩa với Việt Nam của chúng ta, thì nhân dân Ấn Độ cũng có thể được xem như là một người là bạn, một người anh em cũng rất là chí tình chí nghĩa, giúp đỡ là chúng ta trong những năm là còn khó khăn. Thì bây giờ chúng ta là giúp lại nước bạn nó trong lúc khó khăn như thế này thì nó thật là đáng quý. Thì hà cớ gì những kẻ đó chúng lại vào những cờ mà soi mói để chúng chửi bới. Những thành phần này nó chung ra thì chỉ là những cái thành phần mà tự nhục, và những kẻ này thường xuyên là đi chửi bới là chính quyền chế độ là giỏi, đúng không? Bất cứ mà ai làm được một cái gì đó chúng lập tức là chúng xỉa xối, chúng soi mói. Giống như là việc là cách đây ít lâu á, việc nhà nước của chúng ta đó trao tặng cho nước bạn là Cuba là 5.000 tấn gạo, thì ta nói nó nhảy vô nó chửi bới, nó xỉa xối đủ cái kiểu nào là Việt Nam giờ nghèo đói, dân Việt Nam không lo mà đặt lo chuyện bao đồng tiếp cho gạo Cuba này kia nọ. Nhưng mà trong là những năm khó khăn chúng ta có thể thấy là Cuba đó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều thứ, mặc dù họ thì bao vây cấm vận rất là ngặt nghèo đói khổ, mà họ vẫn dành gì một phần là nguồn lực ra để hỗ trợ chúng ta. Bây giờ chúng ta giúp lại cho nước bạn có bao nhiêu đó thì nó có nhầm nhò gì vào đâu. Và những kẻ còm theo kiểu chửi bới như thế, chúng ta thấy đủ được cái sự hằn học, cái sự gì, cái sự tự nhục của chúng. Mà những còm đó tôi thấy nhiều kẻ này thì bọn này cũng chẳng có tốt đẹp gì, đúng không? Cộng đồng mạng hay gọi là cái bọn chẩu mà chỗ che, mà còn thêm cái nó là ba sọc, là cù sọc, tối ngày lên mà chửi bới là chính quyền chế độ này kia, đúng không, chứ chẳng thấy tụi nó làm nên được trò chống. Chứ người dân Việt Nam á, những cái người dân Việt Nam mà người ta không ai mà nói như thế cả. Họ sẵn sàng dành cái gì, những cái tình cảm, đúng không, những cái sự sẻ chia cho gì, cho nước bạn Ấn Độ và cả Cuba và những nước bạn khác nữa, như Lào và Campuchia nữa kia kìa, mà họ còn chẳng nói. Còn những cái thứ mà chẳng làm nên được cái trò chống gì, nhưng mà cái thích là thích chửi, thích cào hiếm để thể hiện, thì những cái thể loại đó cũng chẳng có gì là tốt đẹp, cũng chẳng có làm nên được cái trò chống gì cho nó ra hồn như nãy tôi đã nói đâu. Bởi vì ông bà tao có câu nói như thế này, đúng không, nói ít không làm nhiều, còn mà nói nhiều quá thường là những cái thành phần là không có làm được gì chứ. Thì thôi nói ngắn nó gọn vậy thôi. Và còn tôi chắc lẽ đến đây là tôi cũng kết thúc livestream này thôi, đúng không? Chứ khi kết thúc livestream thì cũng có đôi lời nhắn gửi đến những cái thành phần mà dân tự nhục cuồng nô mà xính hoại như thế này, đúng không? Làm ơn á, bớt cào phím lại, đúng không? Lo mà chăm sóc cho cái gia đình của mình. Chừng nào mà lo được cho cái gia đình của mình á, mà hơn được cái gì người khác đi, gọi gì lên là giọng đạo đức để là chỉ dễ bảo và dạy người khác ha. Còn nếu như mà chẳng làm được nó quái gì thì thôi bớt cào hiếm lại để là tránh bị người ta chửi, đúng không, là chẳng làm nên được trò chống gì hết, một cái tối ngày đi cào hiếm thể hiện là cái nào không có não, đúng không. Lúc Việt Nam của chúng ta còn khó khăn á, là biết được rất là nhiều là các nước trên thế giới người ta giúp đỡ, như là Nga nè, Liên Xô cũ đó, Liên Xô cũ, và bây giờ là nước Cộng hòa Liên bang Nga đó, đúng không? Ấn Độ, rồi Cuba. Bây giờ đất nước của chúng ta thì không còn chiến tranh, đang trên đường phát triển. Và bây giờ là đại dịch Covid nó đang ập tới. Chúng ta là giúp đỡ và hỗ trợ các nước bạn là truyền thống bằng cái gì? Trong cái tầm cái sức của mình. Tất nhiên là nhà nước người ta cũng đã là quan tâm và lo đến cho dân là không hề thiếu cái gì rồi, đúng không? Và cái việc là giúp cho các nước bạn đó là nó cũng nằm ở trong là cái khả năng, đúng không, chứ không phải là nghèo mà thích đi thể hiện trong nước, trong nhà không lo mà đi lo chuyện ngoài đường đâu nhé. Đấy cái bạn tự nhục. Thôi tôi kết thúc tại đây.